Alo, uh, kính thưa quý vị và các bạn, uh, thì mà nói về cái vụ việc của ông Võ Hoàng Yên của bà Nguyễn Phương Hằng ở cả nhà. Thì uh, đã có nhiều lần mình nói rằng uh, những cái người mà hiện tại á vẫn còn đang uh, theo đuổi, vẫn đang uh, bên vực cho ông Võ Hoàng Yên á thì uh, sẽ rơi vào khoảng 3 nhóm chính ha. Cái nhóm thứ nhất á uh, theo mình nghĩ á, là cái nhóm đứng về ông Yên như đệ tử hay là ekip của ông Yên thì cái tất nhiên là cái nhóm đó thì ta vẫn bảo vệ ông Võ Bòn Yên rồi ha. Rồi cái nhóm thứ hai á là cái nhóm mà có lợi ích gì ở trong à, bên phía mà à, của Võ Nguyên tức là khi mà bà Hằng nói lên vậy á thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của họ cho nên họ phải lên tiếng để phản bác lại. Đó. À. Rồi cái nhóm thứ ba nữa à, là cái nhóm mà kêu bằng lợi dụng cái trend của bà Hằng để kiếm tiền. Đấy. À, cứ, kiếm tiền từ cái trend này á, thì có thể là những người làm YouTuber để kiếm tiền quảng cáo từ YouTube hoặc là lợi dụng cái channel này để kiếm view để bán những cái sản phẩm à, không hẳn ngoài cái tiền quảng cáo của youtube Đây, và cái và cô đinh lan là một cái người mình nghĩ là đang nằm trong cái nhóm thứ ba đó là cái nhóm bám theo cái channel của bà hàng để à, kiếm tiền từ youtube à, có nhiều người thì kiếm tiền youtube từ cái quảng cáo nhưng mà cô đinh lan này cũng không bật quảng cáo thì chứng tỏ là cổ sẽ dùng cái lượng view mà những người ta theo dõi cổ đó để cổ bán sản phẩm thì rõ ràng ngày hôm qua Đinh Lan đã có làm một cái video clip để quảng cáo cái sản phẩm của công ty cô này Đây, cả nhà thấy không? À, ngày hôm qua là có 10.000 người xem à, Thì cả nhà cứ nghĩ đi, 10.000 người xem mà khoảng chừng 1 trăm số lượng người mà người ta mua sản phẩm thôi Thì đó là một cái món hời rất là lớn rồi à, Bởi vì mình nghĩ cô này không biết cái lợi ích là có liên hệ gì với lại Vũ Hoàng hay không thì mình không biết Nhưng mà riêng về cái phần mà À, mà kiếm tiền từ uh, bên uh, lượng view này là có ha thấy rõ rất là rõ ràng rồi à, thế cho nên khi mà tham gia vụ việc này thì cô phải ngông cuồng cô phải nói những cái gì đó kêu bằng đau to búa lớn để người thu hút người xem chứ đúng không phải công kích làm sao đó để cho lôi kéo một số người người ta xem à, và từ đó thì lại vướng vào những cái uh, uh, rắc rối về pháp lý và sẵn chuyện làm thì làm luôn đó từ đó thì phô trương thân thế của mình lên nói rằng mình là học đại học luật này thế này thế kia Đấy. bởi vậy cô rất là ngông cuồng à, và ngày hôm qua thì cô cũng thông báo á, là đây cái nhà có để nè bộ công an đã vào cuộc vụ bà nguyễn phương hằng rồi nha bà con đó thì uh, rất là mắc cười cả nhà mình thấy nghe bộ công an đồ cũng cũng ghê tại tự nhiên cái vụ việc này nó là có gì đâu mà phải bộ công an vào cuộc đồ quá trời rình rang vậy. À, và khi vào xem á thì mới vỡ lẽ ra là cô này có nộp đơn khiếu nại tố cáo bà hàng đó à, nộp ra tới bộ luôn. Và khi đó thì bộ thấy được cái thông tin này cho nên đã làm một cái tờ chuyển. À cái tờ chuyển đơn về cho công an thành phố Hồ Chí Minh, công an đúng cái nơi cái địa phương mà mà thuộc thẩm quyền của người ta người ta làm việc. À, vậy thì cái đơn chuyển này thì nó có cái gì gọi là to tác đâu cả nhà. Nó chẳng qua là người ta chuyển về cho đúng thẩm quyền để nếu mà kiểu như là nhắc cái cô này là muốn mà thư kiện ai á thì hãy thư kiện đúng cái thẩm quyền ở cái nơi cơ quan chức năng mà quản lý cái người cái cái đơn sự đó. À, vậy thì cũng giống như là lần trước á bà Nguyễn Phương Hằng cũng có công bố một cái tờ chuyển là khi đó bà hàng thưa ông Kim Mao với là Happy hay gì đó thì cả nhà nghĩ đi cái đơn chuyển đó là ở thành phố hồ chí minh chuyển qua uh, của bình dương chuyển qua thành phố hồ chí minh thì um, ổ hình như là quận nhất chuyển qua quận 3 đó à quận nhất chuyển qua quận 3 à, vậy thì cả nhà thấy là nay nhiêu rồi hai ba tháng rồi đâu có gì đâu thì cái đơn chuyển này người ta làm đúng theo thủ tục và uh, cái trình tự tức là anh phải nộp ở cái địa phương người ta quản lý đương sự đó để người ta làm việc à chứ không phải là anh cái gì anh cũng nhào nhào ra bộ nhào ra bộ hết rồi bộ làm sao mà 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 làm việc cho sể đúng không vậy thì cái tờ đơn này chẳng qua là cái tờ chuyển thôi vậy mà cái cô này cũng nói là bộ thanh tra bộ công an đã vào cuộc vụ bà nguyễn phương hằng ghê không cả nhà à, nghe ghê rất là ghê đó từ đó thì một số người mà đang phản biện đang không thích bà nguyễn phương hằng á à, bắt đầu giật tích lên nói rằng á, là à, bộ công an thanh tra bộ công an sẽ khóa mỏm bà hàng bộ thanh tra bộ công an thế này thế kia mình nghe mình rất là buồn cười à, mà xem lại thì những người này thì ít nhất cũng theo dõi cái vụ việc um, riêng cái vụ việc này thì người ta còn theo dõi cái vụ việc của thiện em bên bờ vũ trụ nữa à, nhưng mà bây giờ không hiểu sao họ, họ đã theo dõi mấy năm rồi thì ít nhất mình cũng có chút ít cái kinh nghiệm đúng không cả nhà mình cũng phải đúc kết được cái gì đó cho bản thân đằng này họ cứ thấy thông tin như vậy là họ giật tích lên thôi à, thì cũng nhắc nhẹ nhẹ cho cả nhà nghe là hồi cái thời à, mà mình theo cái vụ thì em bên bờ vũ trụ á à, khi đó thì cũng nó thiệt sự là đơn chuyển đơn thưa thì gửi tá lã tùm lum hết trơn có rất là nhiều người người ta làm những cái đơn khiếu nại tố cáo để người ta à, nói về cái cái gia đình của ông lê tùng vân đó à, thì là một nơi giả tu giả mồ côi thì thật sự lúc đó là Công an tỉnh Long An người ta đã có kết luận luôn là cái hộ gia đình đó là một nơi giả tu, giả chùa, rồi giả mù côi, con cái họ sinh ra mà họ họ nói là mù côi đó để trục lợi cái tiền từ thiện. Thì cái đó là công an người ta kết luận luôn. Nhưng mà không hiểu sao tới giờ này không có xử lý, cho nên rất là nhiều người nóng nướng mới làm những cái đơn tư đơn thư để gửi tất cả các cấp các ngành luôn. đó à, Thì cho đến hôm nay là hai năm mấy rồi cái vụ việc nó vẫn đứng nghiêm tại chỗ. À, do đó quay trở lại với cái câu chuyện này á thì đây cũng chỉ là cái tờ đơn chuyển thôi. Vậy mà rất là nhiều người lại tin vào đó là sẽ là thanh tra sẽ làm việc. Nhưng mà nên nhớ rõ ràng cái đó là cái th thư chuyển. À, đây, mời cả nhà nghe cô Đinh Lan này cô nói, cô mới làm cái clip 2 giờ cách đây hai tiếng đồng hồ nè, cô nói rằng rất là tin tưởng cái vụ đó. Nghe một chút xíu nha. Cũng như cái tờ thông báo của thanh tra Bộ Công an chuyển đến. Đinh Lan nhắc lại Thanh tra Bộ Công An đã nhận cái tờ đơn này và nghiên cứu hồ sơ nha. Sau khi xem xét nội dung đơn căn cứ quy định đó thì phải phối hợp của các đơn vị nè, như Bộ Công An nè, Bộ Quốc Phòng nè, Bộ Tài Chính nè, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nè, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện thực hiện một số quy định Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về tiếp nhận giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thanh tra Bộ Công an đã chuyển đơn đến thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Là trình tự. Cái nơi bà Hằng à cái thật sự thì cái này là cái đơn chuyển thôi. Cái đơn chuyển thôi, cô này cô cũng tự nhiên nhận là luật sư mà cô không hiểu cái đơn chuyển là như thế nào, còn cái đơn thụ lý là như thế nào. Thật sự đó, người ta, ta cái này chẳng qua là người ta nhận được cái thư của cái chị này là khiếu nại tố cáo ai đó. Xong, À, xem xét thì bên phía bên bộ công an ấy, người ta thấy vậy, à, người ta chuyển về cho đúng thẩm quyền à, giải quyết của công an ở cơ sở ở địa phương thôi, đó rất là bình thường. Rồi còn cái việc mà người ta thụ lý như thế nào, người ta giải quyết ra sao ấy, thì còn tùy thuộc vào cái công an địa phương người ta làm việc. Trời ơi ở đó mà thấy cái này rồi bắt đầu mừng, rồi bắt đầu một số người mới mượn gió bẻ măng bắt đầu làm cái gì à, thỉnh nguyện thư cả nha. Trời mình nghe nói tới thỉnh nguyện thư mình cười, cười đau bụng luôn thực sự thì không biết là cái một số người mà đang đang có ý định làm cái thỉnh nguyện thư để yêu cầu là nhờ giải quyết cái vụ bà Nguyễn Phương Hằng sớm sớm gì đó cho khóa mỏm bà hàng gì đó Họ biết là các bạn đó nghĩ cái gì nhưng mà cũng sâu chủ từ cái vụ trước cái vụ của Thiền An bên vào vũ trụ lúc đó thì một số người mà đang bảo vệ bên thì bên mình vũ trụ họ mới nói là họ sẽ làm một cái thỉnh nguyện thư để nhờ can thiệp cái vụ tà am vụ thiền am là không cho ai hại thiền am nữa đó và cái thỉnh nguyện thư đó làm trong vòng 3 tháng là sẽ có 100.000 chữ ký người ta sẽ giải quyết nhưng mà cuối cùng thì cái vụ việc đó chết yểu ai cũng biết rồi nhưng mà cái quan trọng là trên đất nước chúng ta không có cái khái niệm thỉnh nguyện thư quan trọng là cái chỗ đó thỉnh nguyện thì anh thỉnh nguyện ai thỉnh nguyện anh thỉnh nguyện ông bút ông Trump, ông Biden gì thì cái chuyện của anh thôi nhưng mà cái này là trong đất nước Việt Nam à, không có cái chuyện thỉnh nguyện thư đâu à, đừng có đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi những cái người ở ngoài kia người ta cái chích chọt vô rồi cứ nghe vậy chết luôn à, vậy mà nhiều người giờ vẫn tin vẫn đang gấp rút làm cái thỉnh nguyện thư đó nha à, cái, cái, cái 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 cụm từ đó là không có hợp lý à có là, là quyền khiếu nại hay là quyền tố cáo của công dân vậy thôi chứ không có gì thỉnh nguyện đâu ha. À, thỉnh nguyện thì thí dụ như là ở dưới đơn vị xin thủ trưởng cái gì á nhưng mà cũng không có ghi thỉnh nguyện nữa ha. À, rất là không hiểu sao các bạn này cứ tham gia hết vụ này tới vụ kia mà không có rút được cái kinh nghiệm gì cho bản thân hết. Mình cũng không biết nữa. À, còn có nhiều người cứ nói là sẽ nhờ bộ thông tin truyền thông khóa mỏm bà hàng khóa mỏm này kia kia nọ vậy thì các bạn cũng đi công kích người ta thì sao à, sao người ta không khóa mình lại đó quan trọng là bây giờ công bằng ai nói đúng ai nói sai chúng ta nhìn nhận à, thí dụ như bà hàng nói đúng cái gì anh cũng phải chấp nhận thôi còn nếu mà nói sai thì anh cứ phản biện lại thì có thể là nhờ cái cái ekip những người làm việc ở bên phía của hàng á người ta sẽ xem xét lại nói thật sự là của hàng có nói sai cái chuyện đó không đó là mình phải công bằng cho nó hợp lý hợp lệ chứ đâu phải để cứ ghét người ta rồi Cứ người ta nói cái gì ra mình cũng cũng bẻ ngược lại nhưng mà vô tình nhiều khi người ta nói đúng mà mình bẻ là mình bậy rồi đúng không ạ nha rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại